chơi Minecraft nhưng mình chỉ có 0.01% máu. Và nhiệm vụ của mình là tới được The End để có thể đập được những cái lọ đựng máu và có lại toàn bộ máu của mình. Nhưng không đơn giản như vậy, bởi vì cứ vài phút mình sẽ có được những cái thử thách của tử thần làm cho mình rất dễ chết bất kỳ lúc nào. Như chạm vào lá là sẽ chết, tất cả động vật sẽ tấn công mình, thậm chí là cả khoáng sản. Vậy liệu mình có thể tới được The End để có thể chiến thắng được con rồng này hay không? Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Ok, bây giờ chúng ta chỉ có 0.01% máu rồi các bạn ạ. Và các bạn có thấy chỉ có một cái chấm đỏ trên cái máu của mình kìa. Và mình cần phải đánh con rồng trước khi cái thanh này được hoàn tất các bạn ạ. Chúng ta phải cần làm mọi thứ cho nó lẹ làng đó các bạn ơi. Ô, thử thách đầu tiên trong 60 giây. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cái này thì hơi lẹ đấy. Chúng ta cần phải xuống một cái hang nào đó để có thể tìm được sắt nữa các bạn ha. Một cây rìu và một cây cúp. Ở đây có cái hang nè. Yes, yes, yes. Sau khi mình lấy cái đống này xong, chúng ta sẽ đi vào hang. Không biết thử thách đầu tiên mà mình cần phải vượt qua là cái gì nữa. Ok, chúng ta có thể đi xuống được dưới này. Oh, grass now cut you. Wait, những cái lá bây giờ sẽ có thể cắt mình các bạn ơi. Nếu bây giờ mình chạm vào cái lá này, có thể mình sẽ chết luôn đó. Chúng ta đi xuống hang thì chắc chắn ở phía dưới này sẽ không có đó các bạn ạ. Đào ít than ở đây để có thể nung lên này. Đây, chúng ta có sắt ở dưới đây. Chúng ta cần đâu đó khoảng 4 cục sắt đi. Ôi nồi, chỉ có 3 cục sắt thôi sao? Ở đây còn gì nữa không? Bây giờ nếu mà không có làng thì chúng ta sẽ cần có một cái cúp sắt này, một cái xô nước và ít nhất là một cái bật lửa. Như vậy thì chúng ta mới có thể an toàn đi xuống địa ngục được các bạn ạ. Bây giờ nếu mình lên trên mặt đất thì có thể mình sẽ đụng cỏ đấy. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Mình nghĩ rằng chúng ta nên tạo ra một cái xô nước luôn đi cho nó chắc ăn. Đây rồi, rồi, chúng ta cần phải làm luôn một cái xô nước thôi. Bởi vì có cái xô nước chúng ta mới có thể đi qua được những cái chỗ cỏ để nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây, một cái lò nung. Ô, còn creeper dưới. Chặn lại. Hai con creeper. Quay tụi nó xuất hiện lẹ quá. Chúng ta lấy ba cái cục sắt này làm một cái xô nước nào. Đi thôi. Chúng ta cần phải tìm một cái hang khác để chúng ta có thể đi xuống dưới đó. Sau khi làm cái xô nước xong thì việc múc nước cũng trở nên rất là khó khăn đấy. Rồi hướng thẳng ra biển thôi, mình nghĩ là như vậy mọi người ạ. Hướng thẳng ra biển. Ui, đằng kia có lửa. Mình nghĩ rằng đó có hồ lava. Chúng ta có cái hồ lava ở rất gần chỗ này. Chúng ta có thể đi xuống dưới đó để mà đi thẳng xuống dưới địa ngục luôn cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải xuống một cái hang nữa. Đây rồi, sắt. Yes, ở đây có đủ sắt cho mình luôn. Ồ, với cái đống sắt này mình có thể làm được một cái cúp sắt luôn đó mọi người ơi. Còn vào đây, nung sắt lên, tỏa cục sắt lận. Rồi, một cái cúp sắt cộng với một cái nữa là chúng ta làm được thêm một cái bật lửa là ngon luôn á mọi người ơi. Đây, một cái bật lửa. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi qua được cái chỗ hồ lava là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chúng ta được biển rồi. Lấy cái này luôn và xả ra như thế này. Yes, làm cái đường ở đây luôn. Ok. Đây. Yep. Quá đã, quá đã. Hoàn thành được thử thách đầu tiên. Chúng ta đã đi xuống được địa ngục rồi các bạn ơi. No. What the heck? Chỗ này không được an toàn cho lắm đâu. No. Ôi, con bay đằng kia. Nó phân lửa qua đây. Con bay chỗ này không được rồi. Không ổn. Chúng ta cần làm một cái khiên. Nhanh lên. Mình không thích điều này chỗ nào. Oh no. Khoáng sản bây giờ sẽ có thể sống được hả? Ok, nếu bây giờ mà mình đi thẳng qua bên kia mà mình đi như thế này thì chúng ta sẽ bị chết. Chúng ta hãy đi ra ngoài một xíu. No. Yes. Ok, con player. Nhiều quy thần. Đây không dành cho chúng ta. Yes. Ok, một con play. Nữa kìa. Mình có thể lấy được cái que quy lửa ở đây luôn các bạn ạ. Chỉ cần đợi nó bắn 3 lần và Yee. Ok, một cái que quy lửa. Yee. Yes. Hay quá. Bảy cái rồi các bạn ơi. Một cái nữa. Yes, đập cái này đi. Và yes, an toàn rồi. Chúng ta có đủ sắt để có thể chế tạo ra thêm một cái rìu mới luôn. Bây giờ đến lượt chúng ta ra khỏi đây và đi tìm cái passion thế nào. Chúng ta đã tới được cái passion rồi. Cái khi của mình cũng sắp hư luôn các bạn ạ. Ở chỗ passion thì có thể chúng ta sẽ đổi ra được vàng và sắt. Ok, đi vào bên trong đây. Ok, không ai thấy gì cả. Chúng ta chỉ đang đào vài cục này thôi. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bộ giáp cái đã để không ai thấy chúng ta. Nếu mà bây giờ mình sợ đi vào bên trong đó để gặp mấy con brute thì mình có thể ra khỏi đây luôn các bạn ạ. Bởi vì cạnh chỗ này là cái khu rừng của mấy con Biglin nên chúng ta có thể ra ngoài đây và kiếm được chỗ mấy con Biglin luôn. Chúng ta không cần phải đi vào chỗ này nữa. Ủa, ở đây có một con Biglin nè. Vàng này bạn ơi. Ok, xuống đây. Hợp lý. Mình sẽ đi tìm vài con Biglin đây nữa. Xuống đây luôn mấy anh ơi. Yeah. Ba con là mình nghĩ là đủ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình cần nó đổi cho mình đủ hắc diện thạch và 16 con mắt là mình sẽ đi về. Chúng ta có thêm một cái ủng linh hồn cũng rất là ngon. Một cục hắc diện thạch đây rồi. Chúng ta có được 33 hạt sắt này. Bởi vì chúng ta có thể sử dụng cái này để chế tạo ra được sắt. Với ba cục sắt này mình chưa biết chúng ta cần phải làm gì hết. Yes, thêm 33 hạt sắt nữa. Tuyệt vời. Chúng ta có thể làm được một bộ giáp với cái đống này. Sợi chỉ để có thể làm cung. Quả ngon. Ít bằng chân keyboard. No, nếu mình ăn thì mình sẽ mập lên. Mình sẽ không muốn ăn một xíu nào. Bởi vì nếu mà ăn mình sẽ mập lên và mình sẽ càng khó di chuyển hơn các bạn ạ. Có vẻ gần đổi xong rồi, để mình xuống đây coi. Chúng ta có đủ hắc diện thạch và chúng ta có đủ ngọc luôn rồi các bạn ạ. Đi về nào. Hãy cùng nhau đổi cái đống này qua bột quy lửa và mình sẽ đổi 6 cục trước này. Hướng này. Mình bây giờ cuốn xuống một cái hang nào đó để mình coi cái khoáng sản nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Mình muốn đào thử cái cục kim cương để coi nếu nó sống thì sau khi mình đào cục kim cương nó có cho mình cái món đồ gì hay không. Mình thấy kim cương rồi. Cẩn thận
thận cẩn thận cẩn thận. Đào kim cương, ok. Ô, nó không sống à? Hay là cái xác nó trôi qua mất tiêu rồi? Ok, mình cứ lấy tạm những cái viên kim cương này đi cho mình xin. Ok, mình nghĩ rằng với cái việc hồi nãy do mình đã ở trong địa ngục quá lâu nên là chúng ta đã bỏ qua cái thử thách cái khoáng sản sống rồi các bạn ạ. À. Nên là thôi bây giờ chúng ta cứ tiếp tục đi tìm cái chỗ cái cổng đi là được. Ui, mob one to soi. Oh, ôi 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 ôi, những con quái bây giờ đang tìm mình đánh luôn rồi các bạn ơi. No. Ui ôi, cả thế giới này chống lại mình rồi. Chúng ta sẽ cần làm lại một cái khiên mới và có thể mình sẽ làm thêm một cái cúp kim cương để đào cho nó lẹ. Để coi đi hướng nào. Vẫn đi hướng này nha mọi người. Ok, đi. Ok, vẫn đi tiếp hướng này. Ui, hình như nó bẻo cong qua một xíu rồi thì phải. Ôi, con gà. Mày nè mọi người. Đừng làm như vậy mà gà. Để coi. Nếu nó bẻ qua đây. Ok, vẫn đi tiếp thêm một ít nữa. Boom. Chéo qua rồi. Nó lại đi chéo qua hơn một xíu nữa kìa. Ok, con bò. Ui, nó qua bay đường luôn. Nó đi ngược về rồi các bạn ơi. Mặc dù mình mới lên tới như vậy thôi, chúng ta đã gần tới được cái stronghold rồi. Đây là một điều tốt. Mình nghĩ là nó ở dưới đây luôn. Yes. Hay quá. Cái con mắt nó rơi từ hướng nào lên đây. Đây rồi. Chứng tỏ là ngay phía dưới này cũng sẽ có được cái cổng. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị xô nước của chúng ta để sẵn ở ngay cái tay cuối cùng luôn các bạn ạ. À. Bởi vì khi rớt xuống có thể là chúng ta sẽ rớt xuống thẳng phía dưới luôn. Đây rồi. Tới rồi các bạn ơi. Mình sẽ đào như thế này và đào cái này đi ra. Yes. Đi như thế này nó mới an toàn nè. Hay quá. Tới được cái stronghold rồi. Đi tìm thế nào. Anh skeleton. Mày hả bưởi. Ui, nữa kìa. Chết nè con. Chúng ta có táo, chúng ta có đồ ăn ngon hơn rồi đấy. Ở đây có thêm táo và vàng. Ở đây sẽ có cây rương, chúng ta có thêm táo để ăn. Chúng ta có thể làm được táo vàng. Đúng rồi, mình lấy vàng để cho chuyện này mà. Cùng nhau chế tạo một quả táo vàng nào. Yes. Nếu lỡ mình có sợ quá thì chúng ta có thể ăn được cái quả táo vàng này. Có khi nào nó dưới đây luôn không? Oh, liquid swap. Oh, cái gì? Liquid swap là sao? Nước nó sẽ đổi chỗ cho nhau hả? Kiểu lava thành nước mà nước sẽ thành lava. Mình nghe tiếng nước đâu đây? Khó chịu vậy. Ui, mình không biết đó sẽ là biến thành cái gì nhưng mà ok, mình cứ chặn hết như thế này đi các bạn ạ. À. Và chúng ta sẽ còn có 12 con mắt để có thể qua được cái cổng này. Đổi qua đây, bớt đây. 1 2, một cái cuối cùng nữa. Đây. Ok, các bạn ổn rồi các bạn ạ. À. Rồi chúng ta bắt đầu vào luôn nào. Máu của mình đâu? Ok, qua đây luôn. Ôi, hay quá. Đây rồi. Chúng ta có thể làm được các bạn ơi, chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm một cây cung. Con rồng giấu cái máu mình đâu? Rồi, tới luôn thôi bác tài ơi. Ôi, khoan, mình nghĩ mình sẽ không phá hết tất cả những cái chỗ trước đâu. Mình sẽ phá tạm thời những cái này. Mình sẽ bắt đầu đi trên đây để lấy được máu của mình. Chúng ta sẽ có máu lại. Lên. Đào cái này đi. Trước khi con rồng xuống luôn. Máu của mình. Yes! Chúng ta đang lên lại máu rồi. Yo! Mình lấy được 10 cái máu của mình rồi các bạn ơi. Không cần phải những cái xác này nữa. Yes! Ok, bây giờ mình có thể té mà không sợ bất kỳ cái gì rồi. Tại chỗ, cái thanh đó đã dừng lại rồi các bạn ơi. Nó không có di chuyển nữa. Phá những cái trụ nào, bây giờ chỉ còn phá những cái trụ nữa thôi nào. Và đây sẽ là cái cuối. Tuyệt vời. Rồng ơi, xuống đây nào. Tao cho mày ăn kiếm của tao. Cái bé đó kia là con rồng đứng ở trên kia. Cái này hơi khó rồi nha. Chúng ta one circle được con rồng với cái này không vậy? Mày à, mất khá là nhiều máu con rồng đó các bạn ạ. À. Bây giờ chỉ cần chờ con rồng lên đây đứng là mình sẽ đánh nó rồi. Và bây giờ nếu chúng ta không đánh được thì chúng ta cứ spam vô chỗ con rồng là ok. Chúng con rồng sẽ mất được một lượng máu khá đến khi nó xuống đấy. Nửa cây máu con rồng. Và như vậy chúng ta đã giết được con rồng. Yeah! Woohoo! Đi vào thôi! Thử thách 0.01 trái tim của mình hoàn thành! Nếu các bạn muốn xem những cái video hay như vậy nữa, hãy ấn vào những cái link trên màn hình của mình. Còn bây giờ đi, bye bye!